Kính mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức 18 giờ hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Từ đầu năm 2024 đến nay, thị trường bất động sản ở hai thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có những diễn biến trái chiều. Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Thị trường bất động sản Hà Nội hồi phục rõ rệt nhất khi giá và giao dịch đều tăng ở hầu hết các phân khúc, đặc biệt là đối với chung cư. Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Housing, tính đến quý 2, giá bán chung cư sơ cấp tại Hà Nội đạt gần 65 triệu đồng mét vuông, tăng 25% so với quý 1 và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Nhìn lại năm 2021, giá chung cư sơ cấp trung bình tại Hà Nội chỉ khoảng 36 triệu đồng mét vuông, tăng 13% được xem là mức tăng theo năm cao nhất trong vòng 5 năm qua. Nhưng thời điểm hiện tại, chung cư Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới, tăng gấp đôi và vẫn chưa có dấu hiệu chứng lại. Tại thị trường thứ cấp, giá bán cũng có mức độ tăng cao so với năm liền trước từ 10 đến 50% một năm. Thậm chí, phân khúc bất động sản khá, kén người mua như biệt thự, liên kề Hà Nội cũng ghi nhận mức giá tăng mạnh, có những khu vực ghi nhận tăng từ 50 đến 100% chỉ trong vòng 2 năm qua như Hoài Đức, Đan Phượng, Nam Từ Liêm. Giá bán sơ cấp cao kéo theo mặt bằng giá chuyển nhượng cũng tăng theo. Như tại Vinhome Green Bay, mức giá bán phổ biến trong tháng 8 ở mức 500 triệu đồng một mét vuông. Thậm chí, những căn ven hồ có mức giá lên đến hơn 1 tỷ đồng một mét vuông. Thống kê cho thấy, trong vòng 5 năm qua, giá bán biệt thự tại đây đã tăng trung bình gần 3 lần. Ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Group Lý giải hiện tượng tăng nhiệt của bất động sản Hà Nội, một phần đến từ tâm lý đè nén lâu ngày của nhà đầu tư sau thời gian dài thị trường biến động, giai đoạn năm 2020 đến 2023 bởi các yếu tố dịch bệnh cũng như những điều chỉnh của thị trường vô hình chung tạo nên tâm lý đè nén lên nhu cầu đầu tư bất động sản của các nhà đầu tư tại Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Theo ông Thắng, nhóm đối tượng này vốn là những nhân tố chủ lực Đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách hàng mua bất động sản trên phạm vi cả nước. Việc thị trường còn tiềm ẩn rủi ro, biến số khó đoán định, nhu cầu nhà ở khu vực lõi trung tâm Hà Nội tăng cao khiến các nhà đầu tư này ưu tiên chọn gần nơi mình sống thay vì đánh bắt xa bờ như trước đây. Như vậy, việc nhà đầu tư co cụm ở Hà Nội thay vì đến các tỉnh thành để mua bất động sản đã thúc đẩy thị trường Hà Nội tăng nhiệt. Trong khi đó, các dự án bất động sản chào bán tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục đưa ra các chính sách bán hàng giá tốt, nhiều ưu đãi cho thấy chủ đầu tư đối diện áp lực về giá, việc đẩy mạnh chính sách cũng là cách chủ đầu tư tìm kiếm sức cầu trở lại, bù đắp cho giai đoạn tăng giá chóng mặt. Bởi lẽ khi giá bất động sản đã tăng cao, chủ đầu tư khó giảm trực tiếp vào sản phẩm mà phải dùng đến các chính sách đi kèm. Thực tế cho thấy, bất động sản thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua cũng đang từng bước hồi phục. Cụ thể, phân khúc nhà phố, chung cư giữ được nhịp ổn định từ đầu năm 2024 đến nay, giá căn hộ thứ cấp đã không còn giảm như giai đoạn 2022-2023, có khuynh hướng nhích nhẹ so với giữa năm 2023. Trong khi đó, chuyên gia Võ Huỳnh Tấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc này là do xu hướng nguồn cung của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra trái ngược nhau. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 1.600 căn chung cư, trong khi đó, con số tương ứng tại Hà Nội là gần 11.000 căn. Bên cạnh đó, mức độ hấp thụ của Hà Nội cũng tăng tương ứng với con số 12.000 căn hộ được bán trong 6 tháng, còn thành phố Hồ Chí Minh chỉ vỏn vẹn 1.700 căn. Điều này cho thấy thị trường Hà Nội sôi động rất nhiều. Dự báo từ nay tới cuối năm 2024, nguồn cung mới căn hộ tại Hà Nội sẽ tiếp tục dồi dào hơn với hơn 9.000 căn chào bán mới, nâng tổng số căn mở bán mới của cả năm 2024 dự kiến đạt gần 20.000 căn. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo cho biết, Thủ tướng đồng tình với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ Tết 9 ngày, gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần liên tiếp. Như vậy, Tết âm lịch năm nay, người lao động sẽ được nghỉ trước 4 ngày do trùng với cuối tuần và không có 30 tháng chạp nghỉ Tết sớm giúp người dân giả bố trí lịch về quê, mua sắm, giảm tải cho giao thông trong những ngày cuối cùng của năm. Bên cạnh lịch nghỉ Tết, Thủ tướng cũng đồng ý về lịch nghỉ trong năm 2025. Theo đó, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, người lao động sẽ hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liên tiếp trong 5 ngày, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Dịp Quốc Khánh nghỉ 4 ngày, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Các dịp lễ còn lại thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao Động. Tết Dương lịch, nghỉ một ngày thứ tư ngày 1 tháng 1. Dỗ Tổ Hùng Vương, 10 tháng 3 âm lịch, nghỉ 3 ngày từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4. Người đứng đầu chính phủ, giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người lao động về lịch nghỉ Tết ất tỵ vào quốc khánh 2025. Cơ quan, đơn vị bố trí các bộ phận ứng trực theo quy định đã giải quyết các công việc liên tục, đảm bảo phục vụ tổ quốc, nhân dân. Lưu ý cử cán bộ công chức ứng trực xử lý những việc đột xuất. Theo nghị quyết 1278, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp xếp 80 phường thuộc 10 quận: quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 8, quận 10, quận 11, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận thành 41 phường, giảm 39 phường sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện, còn 273 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 210 phường, 58 xã và 5 thị trấn. Báo cáo về dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 1278, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, việc sắp xếp bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất tại 41 phường mới sẽ tiến hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12. Giai đoạn này, 10 quận sẽ tổ chức sắp xếp thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức đảng, tổ chức chính trị, xã hội của các phường trực thuộc theo tên của đơn vị hành chánh mới, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy nhân sự, đưa bộ máy hành chánh nhà nước, các phường mới chính thức hoạt động đúng tiến độ. Giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, sau khi đi vào hoạt động của đơn vị hành chánh mới, đến ngày đại hội đảng bộ cấp cơ sở, giai đoạn này tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, Công chức sau khi sắp xếp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành việc sắp xếp vào ngày 31 tháng 12 và bộ máy hành chính mới vận hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Thời gian còn lại cho công tác sắp xếp không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị triển khai công tác sắp xếp trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và tuân thủ các quy trình, quy định hướng dẫn trong quá trình thực hiện. Phó Chủ tịch Võ Văn Hoang đề nghị sắp xếp, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trụ sở hành chính công một cách hiệu quả, không bỏ hoang, không để trống gây lãng phí. Bên cạnh đó, sau sắp xếp các phường sẽ vô dư dư 1.022 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 26 tháng 11 thông báo Israel đồng ý ngừng bắn với Hezbollah sau khi 10 bộ trưởng bỏ phiếu thuận và một người bỏ phiếu trống. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó thông báo lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu lúc 4 giờ, 9 giờ Hà Nội ngày 27 tháng 11. Theo thỏa thuận do Mỹ, Pháp làm trung gian, Israel sẽ dần dần rút quân khỏi miền Nam Liban trong vòng 60 ngày. Hezbollah chấm dứt hiện diện vũ trang ở phía nam sông Litani, cách biên giới với Israel khoảng 29 km. Quân đội Liban sẽ quản lý vùng lãnh thổ sát biên giới với Israel để đảm bảo Hezbollah không tái xây dựng cơ sở hạ tầng tại đó. Bộ trưởng Ngoại giao Liban Abdallah Bouhabit cho biết quân đội Liban sẵn sàng triển khai ít nhất 5.000 binh sĩ. Phát biểu về thỏa thuận ngừng bắn này, Tổng thống Mỹ Biden cho biết lệnh ngừng bắn được thiết kế để chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch, tàn dư Hezbollah và các tổ chức khác sẽ không được phép đe dọa an ninh của Israel nữa. Người dân ở cả khu vực biên giới của Israel và Liban sẽ sớm có thể an toàn trở về làng mạc, thị trấn của mình một quan chức mỹ cấp cao cho biết nước này và pháp sẽ cùng tham gia với lực lượng lâm thời liên hiệp quốc tại liban để ngăn chặn các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn tiềm tàng song mỹ sẽ không triển khai lực lượng chiến đấu đến thực địa hebolat chưa bình luận về thông tin hebolat không tham gia trực tiếp các cuộc đàm phán ngừng bắn chủ tịch quốc hội liban nabi bori làm trung gian thay mặt cho nhóm này Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 26 tháng 11 viết trong lá thư gửi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump với nội dung thuế sẽ gây ra các biện pháp trả đũa qua lại, đe dọa cơ hội làm ăn của cả hai phía, đồng thời cảnh báo chính sách tăng thuế 25% đối với hàng hóa Mexico sẽ gây lạm phát và mất việc làm ở cả hai nước. Bà Sheinbaum nhấn mạnh rằng chính sách thuế của ông Trump ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các nhà máy sản xuất ô tô của Mỹ đặt tại Mexico như General Motors và Ford. Nữ tổng thống Mexico nhấn mạnh, nước mình đã nỗ lực hợp tác với Mỹ để kiểm soát người di cư và chống quân lậu fentanyl. Trong khi đó, Mỹ mới chính là nguồn gốc buôn vũ khí vào Mexico cho các băng nhóm tội phạm. Cùng lúc, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebra tuyên bố, nước này sẽ cân nhắc biện pháp đáp trả. Ông cảnh báo leo thang áp thuế qua lại giữa Mỹ và Mexico sẽ chi gây tổn hại cho cả hai nước kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ thiện chí cùng tìm giải pháp cho những bất đồng thương mại. Mexico hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, chiếm 15,8% tổng kim ngạch thương mại Mỹ. Năm 2023, Mỹ đã nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 475,6 tỷ đô la Mỹ từ Mexico, nhiều nhất trong các đối tác của Mỹ trên thế giới. Ngành ô tô chiếm hơn 35% giá trị xuất khẩu của Mexico, trong đó khoảng 79% xe sản xuất tại Mexico được xuất sang Mỹ. Trước đó, trong tuyên bố hôm 25 tháng 11, ông Trump lý giải chính sách thuế mới sẽ buộc Mexico và Canada siết kiểm soát mua bán ma túy, đặc biệt là fentanyl và người di cư qua biên giới.